có tiếng ru hời khuya sớm dài dầu chưa con lớn thôi.
trận gió to. Một phần dàn dựng rất tuyệt vời. Hai bạn quay trở về với dòng nhạc dân gian đương đại thì giống như là cá quay trở về với nước vậy, thể hiện rất là tuyệt vời. Và bây giờ chúng tôi xin mời phần nhận xét của các vị huấn luyện viên. Một và về phần nhìn, phần nghe đều cảm thấy rất là hay. Biên đạo múa là một cái cặp đôi mà cô Ly rất là thích. Rất là thích, cho nên là dàn dựng cái tiết mục rất là hay. Có sự hỗ trợ của cái nhóm múa đó, cũng như là cái người vai bà. Hồi nãy cô Ly quay qua nói chú Nghĩa, trời ơi, cái người vai bà này diễn quá là hay, rất là hay luôn. Và tụi con, nhất là Vĩnh, con cái bản lĩnh sân khấu của con đã có sẵn rồi. Con có thể ứng biến mọi lúc mọi nơi. Và đặc biệt cái giọng của con thì khi mà lên cao nó không bị chói, nhưng nó rất là chắc và nó có cái nội lực bên trong. Huỳnh Anh thì khi lên cao quá thì nó bay bay á, nó không có được chắc như con. Nhưng mà hai tụi con đúng là chú Khang nói rồi, tụi con là cá gặp nước, cái bài trở lại bài này cá gặp nước rồi. Cho nên tụi con hát rất là thoải mái. Chúc mừng tiết mục của hai con. Có một chi tiết nhỏ mà Nguyên Khang để ý thấy đó là bản lĩnh của Đức Vĩnh khi mà chủ động cầm tay cô gái Vĩnh Quỳnh Anh để bước qua bên đây, phía bên đây, để cho thấy là dường như cái sân khấu này nó thuộc về sự kiểm soát của các bạn chứ không còn bị phụ thuộc bởi một yếu tố nào khác nữa. Xin mời cặp đôi Vũ Trang. Con là một niềm tự hào của chú và cô Thu Trang ở đây. Tại vì tất cả những thứ gì mà chú và cô Thu Trang đưa ra cho con đều làm một cách hơn cả cô chú mong đợi nữa. Cái lời nó rất nhiều, rất phức tạp, và cái hơi mình phải tiết chế làm sao cho đủ. Quỳnh Anh thì đây là một cô gái miền Trung chứ không phải là miền Bắc. Những cái luyến lấy mà những cái nấc lên á rất là khó cho con để mà thực hiện. Nhưng mà con cũng đã làm một cách tròn trịa và chú rất hài lòng về tiết mục này. Sau Xa Mưa Giông, con lại chuẩn bị gây bão với tiết mục Bà Tôi. Cảm ơn hai con rất nhiều đã làm chú rất hãnh diện. Cảm ơn hai con. Rồi, cô Trang. Xin mời nghệ sĩ Thu Trang. Giống như cái câu mà những cái từ mà bên giống như bên sân khấu, bên cái ngành diễn xuất của cô Trang hay sử dụng á, là tụi con đa dạng vai, nhiều màu sắc và rất là rộng xài. Hai con hai màu khác nhau rõ rệt luôn mà tụi con hoàn thành rất là xuất sắc. Cảm ơn hai chị em. Biết đâu
Wow. Thưa quý vị, đó chính là Đức Vĩnh và Quỳnh Anh. Hôm nay dễ thương quá, kiếm đâu ra cặp kiến. Đã vậy mái tóc còn dài thước tha như hai cô cậu học sinh cấp 3 vậy chứ ai có biết đâu. Đâu mới... cấp 3 cái gì, đây là thầy giáo và cô giáo. Họ gặp lại nhau và họ nhớ lại kỷ niệm hồi nhỏ học chung trường. Hiểu chưa? Đó là cô và thầy gặp nhau. Chúc em chào cô thầy. Hay quá. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét đầu tiên. Xin mời cô Cẩm Ly. Câu thôi à. Quá ngọt ngào. Vậy thôi à, cô Cẩm Ly nói vậy thôi. Quá ngọt rồi, hát cô, gì là quá ngọt là ngon cô rồi. Cô Cẩm Ly là hơi khó tính mà hôm nay cô chỉ nói con câu quá ngọt ngào là mình 10 điểm rồi đó. Giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với lại huấn luyện viên Đại Nghĩa. Thêm câu nữa quá dễ thương hết. Cảm ơn chú. Thank you. Thêm câu nha. Cô Trang. Thêm câu quá tròn trịa. Xin mời huấn luyện viên Thanh Bạch. Bài nổi Buồn Hoa Phượng đã đưa tiếng hát của nữ ca sĩ Thanh Tuyền quảng bá đến quảng đại quần chúng. Mà cái thời đó các con biết không, chỉ có radio thôi. Còn truyền hình thì sau đó đến thập niên 60 mới có truyền hình trắng đen. Đó thì đầu tiên người ta sẽ nghe qua đài phát thanh, rồi đến băng cassette vân vân. Thì đây là những cái ca khúc của những cái thời mà người ta nghe nhiều hơn là nhìn như ngày nay. Đó, và ca sĩ Thanh Tuyền từ đó được yêu mến và đóng dấu. Cái tên bài hát này đã đi đôi với tất cả những thế hệ học trò của cô, của chú và của nhiều thế hệ khác cho đến ngày nay. Mỗi khi hè về là bài hát này, là bài hát kỷ niệm. Một người nào đó trong lớp hát là cả lớp nhớ về cái kỷ niệm xưa của mình. Cô chú hàng năm ở cái lớp hồi cấp 3 đó vẫn gặp nhau. Và tụi chú là cũng rắc mắc lắm. Cô giáo cũng còn ngồi đó đóng vai cô giáo, còn cô chú thì đóng vai học trò như mình còn nhỏ đó. Rồi cô giáo cũng đứng lên giảng bài, cô giảng vài câu cô khóc, học trò giơ tay lên trả lời xong cũng khóc, bởi vì đang sống lại cái kỷ niệm của mình. Thì ở đây á, tụi con có thể cái cảm xúc của bài hát của mỗi người sẽ khác nhau, nhưng mà cái giọng miền Bắc của tụi con mà bẻ theo kiểu tiếng Bắc mà cái âm Nam á, thì cái điều này nó rất là khó trong nhạc bolero. Và cái sự thành công của ca sĩ miền Bắc rất là ít đối với dòng nhạc này, bởi vì mặc dù phát âm đúng nhưng mà ngọt và tròn và chỉnh là cái điều rất là khó để truyền đạt cảm xúc. Thí dụ như con gái, con hát có những chữ thì rất là ngọt nhưng mà vẫn còn những cái âm hưởng rất là chuẩn của tiếng Bắc. Khi mà phát âm tiếng Bắc thì ca sĩ người Nam vẫn có cách làm cho nó mềm đi và vẫn nghe là chuẩn tiếng Bắc, nhưng mà cái cảm xúc nó sẽ đầy hơn. Và nếu con chú ý thêm một chút nữa thôi, con đạt 99.9% rồi thì 0.1 nó chẳng là cái gì đối với con hết. Đúng không? Cảm cả hai đứa chú đều có như vậy hết. Chúc mừng. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chia sẻ từ gia đình Vũ Trang. Cô Trang cũng có cái cảm xúc giống như là chú Thanh Bạch vậy đó. Khi mà nghe cái bài hát này của hai con hát á, tự nhiên mình cũng bồi hồi, mình xúc động. Mình nhớ lại cái thời học sinh của cô Trang đồ, bạn bè sao, cô giáo sao. Rất là nhớ cái khoảng thời gian đó, mỗi khi nghỉ hè là mỗi đứa truyền tay nhau cái cuốn lưu bút, rồi ghi vô trong đó, rồi hoặc là dán hình mình vô trong đó, cứ truyền tay nhau vậy cái cuốn lưu bút đó. Thì rất là xúc động. Xúc động. Nói chung á là cái tiết mục này, cô Trang cũng tiếp theo lời của một câu của cô Cẩm Ly, chú Nghĩa, cô Đoan Trang, chú Thanh Bạch là chuẩn. Cảm ơn chú. Quá hay. Nhưng mà hồi xưa cô Trang có hay hát cái bài Nỗi Buồn Hoa Phượng không? Thật sự thì có hát chứ. Tại hồi lúc mà học sinh thì mấy bài này mình thuộc. Mình bình thường nghỉ hè mình lại nhớ mình muốn đi học đúng không? Dạ. Vâng. Xin mời huấn luyện viên Dương Triều Vũ. Vũ có một cái kỷ niệm với bài hát này một cách rất là dễ sợ, là tại vì khi mà Vũ lựa bài này cho hai cháu, lúc đó Vũ đang bay ở trên trời. Lúc đó Vũ đang bay từ Tokyo bay qua Mỹ, và ở trên đó thì nó có wifi, cho nên là mình đang lựa bài cho các cháu thì không biết phải lựa bài gì, là tại vì sau một cái tiết mục đương đại của hai cháu hát bài Bà Tôi thì nói chung là cái thể loại gì hai cháu cũng có thể làm được hết, cho nên phải đấu trí để lựa một cái gì đó nó thật là gần gũi, thật giản dị nhưng mà nghe là phải vỗ tay liền. Thì Vũ nghĩ là ngay lúc Vũ đang bay ở trên vòng vòng ở trên Bắc Cực thì Vũ nghĩ liên khúc Nỗi Buồn Hoa Phượng. Thì lúc đó là Vũ đã nhắn tin cho ở dưới mặt đất. Từ trên trời nhắn tin xuống mặt đất là nhắn với Vĩnh, chú nói là con hát được bài Nỗi Buồn Hoa Phượng hay không. Thì cháu nói là được. Thì Vũ mới nói là vậy con nói với Quỳnh Anh luôn là hai đứa hát bài này cho chú nhé.
Và thật sự là chú không nghĩ là hai đứa có thể truyền tải cái bài này hay đến như vậy. Viên em đã lựa cái bài mà để em không có bị không dính tới quê hương, không dính tới cha mẹ để mà không khóc. Nhưng mà khi nhưng mà cái em này nghe dính tới thời học sinh của anh. Em nghe không, anh khóc không phải là vì anh, nhưng anh khóc là vì hai cháu làm quá tốt. Hai con làm chú hãnh diện và chú cảm thấy tự hào. Rất là tự hào khi những gì mà chú đưa ra hai con đều làm một cách trọn vẹn và tuyệt vời như vậy. Cảm ơn hai con rất nhiều. Cảm ơn chú. Nhưng mà cho chú Khang hỏi một chút là trước khi mà chú Vũ nhắn cho hai con thì hai con đã từng nghe ca khúc này chưa, hay là một ca khúc này là mới hoàn toàn? Dạ, mới hoàn toàn. Chưa nghe đúng không? Chưa nghe mà có thể tập mà hát được như vậy mà truyền đến cảm xúc của mọi người, thì cái việc nhắn tin từ trên trời xuống cho dưới đất nó vô cùng xứng đáng đúng không? Và cái quan trọng nhất á, nhạc Bolero cái câu quan trọng nhất tức là cái câu đầu tiên. Mình mà nghe mà hát chuẩn một cái là tự nhiên khán giả bắt buộc phải vỗ tay thôi. Bây giờ con có thể nào cho chú một cái cơ hội để nghe lại cái câu đầu tiên một lần nữa được không con? Mỗi năm đến hè lòng man mát buồn. Cảm ơn con. Thank you. Vâng, quý vị có thể nói không gì đau đớn hơn khi mỗi lần thiên tai đi qua. Và ngày hôm nay chúng tôi muốn mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một cái hoạt cảnh để nói đến những nỗi tang thương mà người dân phải gánh chịu mỗi khi lũ đi qua. Mời quý vị sẽ cùng đến với phần thể hiện của hai giọng ca cảm xúc Quỳnh Anh và Đức Quỳnh. Mưa trắng trời hay trắng cả con.
phút rất là xúc động. Hai con lấy nước mắt của chú đó và lấy nước mắt của nhiều vị huấn luyện viên ở đây. Bây giờ chúng tôi xin mời phần nhận xét của các vị huấn luyện viên. Rất là nhiều cảm xúc. Và đặc biệt là cái bài này nó đẩy cảm xúc mình lên cao lúc mà ở cái đoạn giữa. Thì con gào kêu cha đó. Con đẩy tụi con giống như tụi con đang với kêu như vậy. Và ở đây thì cái trống nó cứ dồn dập là nó làm cho mình đẩy dâng cái cao trào mình lên. Mình cảm thấy là như mình đang thấy cái cảnh tượng mà đang bảo lũ như thế. Tụi con làm tốt, hát rất là ngọt. Duy chỉ có điều là tụi con xác định là phải hát giọng miền nào Vũ. Tại vì các bé là bị như đi ngang hồi lại Bắc. Rồi hồi Nam, rồi Trung, tùm lum hết. Cái này là em có một cái ý đồ và thật sự là nó hơi khó cho mấy cháu một chút xíu. Thì cái ý đồ của em lúc ban đầu là muốn cho hai cháu, mỗi cháu một không gian và cùng một nỗi niềm. Nhưng mà thật sự khi mình lên trên sân khấu rồi thì rất là khó để mà làm cái đó. Cho nên cuối cùng em đã cho hai cháu giống như là cháu Vĩnh là một người từ ở miền Trung, tức là hát theo cái giọng của miền Trung. Còn cháu Quỳnh Anh, chị ơi đáng lẽ phải hát theo giọng Quảng Trị, nhưng cháu Quỳnh Anh lại hát giọng miền Nam với cái lời của bài đó. Đây là một cái bài toán mà Vũ đưa ra rất là khó. Tại vì hai cháu là hai người mà Vũ đặt kỳ vọng nhiều lắm. Và cô Cẩm Ly đã tìm được cái sơ suất mà lỗi của chú chứ không phải là con. Chú Bạch rất là khâm phục tụi con lứa tuổi nhỏ như vậy. Hai con hát bài này, tụi con đã nâng cảm xúc mọi người lên. Chú có lời khen Quỳnh Anh. Con đã giữ được cảm xúc và không để cái cảm xúc đó nó lấn át cái kỹ thuật hát của mình. Cảm ơn bạn. Chị hai ơi, em về rồi nè. Ủa, chị hai đâu rồi cả? Chị hai ơi. Hai đứa đợi hai xíu, hai đang bận tay dưới bếp nè, hai lên liền. Dạ. Út nhâm. Tới rồi. Trời ơi, chưa kịp nói chữ lên nữa. Thôi thôi, chị ba điệu quá. Chị ba điệu như vậy, tới sáng mai mới vô tới nơi luôn quá. Chút nữa chị ba sẽ mét chị hai cái chuyện em ăn dụng trong lớp nha. Thôi thôi, chị ba đừng có mét chị hai. Mét chị hai đánh em trước luôn á. Thôi đi, đừng có giả bộ khóc mà làm cho tôi cảm động. Tôi không mét chị hai nha, tôi mét cho coi. Chị hai ơi. Nè, hai đứa làm cái gì đó? Dạ không có làm chi. Út, chị hai thấy rồi nha, sao Út bịt miệng chị ba như vậy? Chuyện là như vậy nè chị hai. Nè nè, bé ba ngoan, sao bé ba khóc vậy? Út nhéo em. Út nè, hư quá nha, chị hai quýnh đòn bây giờ. Sao mà nhéo chị ba như vậy hả? Em đâu có làm gì đâu. Hồi nãy ở trong lớp ăn dụng có chút xíu mà đòi mét người ta. Nghĩ hai đứa không có khóc nữa nha. Dạ. Nè Út nè, lần này là chị hai tha cho đó. Lần sau mà vô lớp ăn dụng nữa là chị hai quýnh đòn nghe chưa? Dạ. Rồi lần sau á, từ nay về sau không có được ăn hiếp chị ba nữa biết không? Dạ em xin lỗi chị hai. Rồi nhà có ba chị em phải thương nhau chứ. Ra rửa tay đi rồi vô ăn cơm với dạ. Hai nè. Tụi bay đâu? Đứng ở ngoài này chờ chị vô chị đòi nợ xíu chị ra. Dạ thưa chị Lài mới qua. Đang làm gì đó? Dạ tụi em đang ăn cơm. Nghèo mày đặt ăn cơm hả mày? Ăn cái gì? Dạ rau muống luộc với lại kho quẹt. Bơi chén coi đói. Hả? Chị xích vô con nhỏ mẹ kỹ vừa phải rồi mày. Trời đất ơi ăn cơm mà ngon dữ vậy nè. Hả? Kho quẹt với rau luộc có gì ngon đâu chị. Vậy là ngon rồi, ở nhà má tao ác cái tao lắm. Không bây giờ cho tao ăn cọng rau nào hết trơn trời đó. Tối ngày bắt ăn tôm, ăn cá, ăn cua. Người đâu mà ác đạo.
Ủa tao qua đây làm gì tụi bay? Dạ em cũng không biết nữa. Giờ xíu tao về hỏi má của tao coi. Chị mà chị, Tao nhớ rồi. Qua đây đòi nợ. Nhỏ kia biểu, nhanh lên. Dạ chị Lai. Chừng nào trả nợ cho má tao? Mày có biết mỗi lần tao qua tao đòi nợ tao mệt lắm không? Tao đang đi chơi, má tao bắt tao về đi đòi nợ mày. Tao phải bới cái đầu 8 tiếng tao mới qua đây được. Chị Lai ơi, chị Lai thông cảm cho em nha. Chứ bây giờ chị biết hoàn cảnh gia đình em rồi đó. Em cũng không có đủ khả năng trả cho chị. Em hứa vậy nè, chị cho em mấy tháng đi, xong rồi mỗi ngày em làm một ít á, rồi em mang qua em trả chị dần dần được không mày chị? Mày hứa hoài, tao mệt lắm luôn á. Bây giờ có cái gì đem ra đây, tao xiết, tao đem về cho má tao vui lòng. Chị xiết. Lẹ lên. Chị nhìn thử trong nhà em cũng không có cái gì xiết được á chị. Bây giờ không có gì xiết phải không? Dạ. Tao sẽ xiết hai đứa em của mày. Chị ơi, đi, nhanh lên. Chị ơi, chị ơi, chị Lại ơi. Em đang nghĩ chứ mà chị Lại, tụi nó còn nhỏ xíu à, tụi nó đâu có biết gì đâu. Bây giờ tụi nó còn lo ăn học nữa, chị để cho em lo cho tụi nó ăn học đi nha chị. Cái gì? Mày nói cái gì? Nó còn ăn học? Dạ. Tao lo cho nó ăn học luôn. Tao đem tụi nó về, tao sẽ nói má tao cho nó ăn học tới lớp 12 xong rồi lên xì phố, học đại học luôn, được chưa? Thiệt không chị? Ừ, trời, một lời tao nói ra mà. Mày đợi xíu đi, tao thấy sai sai gì nè, tao gọi má tao ơi. Hình như sai sai gì á. Alo má hả? Con nè, giờ nhà nó nghèo quá, nó không có gì đem ra cho con xiết hết, giờ sao? Giờ con định là xiết hai đứa em nó đó. Giờ má, dạ. Nhưng mà giờ tụi nó còn tuổi ăn tuổi học đó má, là mình phải lo tụi nó ăn học luôn tới đại học đó nha má. Dạ. Dạ. Rồi, con biết rồi, má yên tâm. Rồi, dạ. Rồi, để con nói tụi nó, dạ. Dạ, rồi, thôi má nha, dạ. Được không chị? Má tao chửi tao khùng. Ủa, sao vậy chị? Má tao kêu tao đi chết đi. Mày thấy không? Tại chị em mày mà bây giờ gia đình tao ly tán. Ủa, rồi em đâu có làm gì đâu mà gia đình chị ly tán. Mày không làm gì, mày thiếu nợ, mày không chịu trả. Rồi bây giờ á, tao xiết hai đứa em mày về, má tao kêu tao đi chết đi. Tao nghe lời má tao, tao đi chết rồi má tao buồn, má tao đi tu. Rồi ba tao sẽ có vợ nhỏ, có phải gia đình tao ly tán gì gia đình mày không? Vậy mà chị cũng nghĩ ra được nữa em không? Bây giờ vậy, bàn chuyện quan trọng, qua đây ngồi, mệt quá. Hai đứa nhỏ đi qua bên kia coi. Sàn ràng trước mặt ha. Ngồi xuống. Má tao nãy cũng có nói rồi, là ba má mày cũng đang đi kiếm người gả mày đúng không? Tại vì gái lớn rồi mà giờ chưa có chồng thì cũng khổ. Mà ba má mày đâu có tìm ra được ai đâu. Bây giờ á, có cái mối này giàu lắm. Mày chịu đi, mày lấy ổng xong á, cái mai mốt mày có tiền mày nuôi hai đứa em, mày ăn học thành tài luôn, rồi mày trả nợ cho ba má tao. Tao không có làm phiền mày nữa, tao không qua đây nữa, thiệt tao thề nha. Chị ơi, bây giờ có chuyện gì á chị để em về thưa lại với ba má em chứ. Mày yên tâm đi, ba má mày thiếu nợ ba má tao, nói một tiếng là ổng quả chịu liền à, không có gì hết trơn á. Mày lấy ổng đi, ổng giàu lắm mày ơi, giàu dữ lắm luôn, trời ơi. Nhưng mà em đâu có biết người ta là ai đâu. Bạn thân ba tao hả? Thiệt, bạn thân ba tao mà, bởi vì chỗ quen biết hết. Bạn thân ba chị, vậy bao nhiêu tuổi rồi chị? 67. Hả? Con 67 tuổi. Còn lớn hơn ba em nữa, sao em có thể lấy người ta làm chồng chị? Nhỏ để khờ dễ sợ luôn. Trời ơi, người ta lớn người ta mới có tiền, bại bà. Mấy người nhỏ nhỏ tuổi ở đâu tiền, tiền cha, tiền mẹ không chứ tiền nào của tụi nó, hiểu không? Mày lấy ông đi, tao thiệt mày nghe, tao mê ông lắm. Tao đòi lấy ông mấy lần cũng đâu có chịu. Ông muốn là gái trẻ trẻ, đẹp đẹp. Mày hiểu không? Cho nên ráng đi, mày lấy ổng đi. Thí dụ mà ở chừng vài tháng mày thấy không được á, mày cáp qua tao. Lúc đó mày chỗ quen biết ổng, mày nói nhiều khi ổng tin hơn, hiểu không? Chứ tao nói ổng không có chịu. Nha, vậy nha. Ổng cũng đang gấp lấy vợ lắm rồi. Không được đâu chị ơi, để em thưa lại với ba má em chứ. Chứ cái chuyện. Ê tao mệt nha mày. Tao mệt nha, tao thuyết phục tao cũng biết mệt nha. Bây giờ sao mày không chịu đúng không? Bây giờ trả tiền nợ cho tao. Mày không trả tao kêu 18 thằng nó đứng ở ngoài nó vô nó dỡ cái nhà của mày. Chị ơi, em đang nỉ chị Lại, chị đừng như vậy mà chị. Bây giờ mày đi theo tao đi. Tao đi lên trên huyện, tao mua đồ cho mày. Tao tút mày từ A đến Z để mày đi lấy chồng. Mày có tiền mày trả nợ cho ba má tao. Mày lo cho hai đứa em, mày ăn học, mày muốn gì nữa.
đi, nhanh lên. Chị ơi, nhưng mà không có được chị ơi. Làm sao em lấy người ta làm chồng vậy được? Bây giờ 18 thằng đó. Được, được rồi chị. Em hứa chị mà. Mệt hả? Chị cho em nói chuyện với hai đứa em chút cho chị. Nghèo bạch nói chuyện hoài mệt quá. Út, bé ba, nghe hai nói nè. Chuyện của hai đứa là ăn học. Chị hai đi lấy chồng rồi. Hai đứa ở nhà ráng ăn học nha. Ở trong nhà cái gì á, có chị hai lo rồi, yên tâm đi. Nhớ là ngoan nha. Trời ơi, nhiều quá rồi, hết giờ, đi. Hai đứa nhỏ thì ra chỗ khác, còn nhỏ thì đi theo tao, nhanh lên. Trời ơi. Hai đứa ráng học nha. Đi, bụ ra đi. Nó đi lấy chồng, nó về lo cho tụi bay chứ. Đi ra chỗ khác. Đi, chị đi mua đồ cho. Mm-hmm.
Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một tiểu phẩm được dàn dựng với phần thể hiện của hai giọng ca Đức Vĩnh và Quỳnh Anh. Cũng xin được cảm ơn phần phụ diễn của em. Cảm ơn em rất nhiều. Và bây giờ chúng tôi xin mời phần nhận xét của các vị huấn luyện viên cho tiết mục này. Xin mời gia đình Bạch Gia Trang ạ. Đức Vĩnh với Quỳnh Anh, tụi con vẫn giữ được giọng hát của mình và nhất là cái thế mạnh hát những cái bài hát có âm hưởng dân ca rất là ngọt ngào. Cô rất là thích, huấn luyện viên của tụi con lồng ghép được một cái vở kịch để đẩy hai cái bài hát này lên một cách rất là hợp lý. Và phải nói là đặc biệt cô Thu Trang diễn quá xuất sắc. Ở đây thì về giọng hát thì tụi con là ưu điểm rồi. Nhưng mà giá như tí xíu thôi, cái này là cô chỉ nói để kinh nghiệm tại vì tụi con còn nhỏ. Lúc mà tụi con hát về cái thân phận của người chị, ánh mắt tụi con vừa hát nhưng vừa phải dõi theo những cái diễn tiến ở trên đây. Người ta diễn ở trên đây, tụi con phải nhìn theo để tụi con mới biết được à, chị mình như vậy, giống như là con kể chuyện lắm mà. Thì cái tình cảm nó sẽ đi liền liền với nhau, thì nó sẽ đẹp, nó trọn vẹn hơn. Cô Trang rất là vui khi mà hai con ngày hôm nay đã hoàn thành cái nhiệm vụ của mình. Tại vì á, cái ngày đầu tiên mà cô Trang tập cho hai con diễn á, thì Quỳnh Anh thì diễn không ra được cái điệu á chị. Tại vì em muốn bé điệu dễ thương, rất là đãi mà bé là cứ nhất là cũng có thể do cái giọng của bé là dùng miền khác nhau cho nên cũng khó cho con. Rồi sau đó chú Vũ cũng góp ý con là thôi con bớt cái đó lại, bớt đãi lại, và con cũng đã tiếp thu liền rất là nhanh để mà con làm được trên sân khấu ngày hôm nay. Vĩnh cũng vậy. Cô Trang cũng sợ là con sẽ bị cuốn theo Quỳnh Anh, con sẽ bị điệu luôn giống Quỳnh Anh, tại vì mình diễn tay đôi với nhau dễ bị cuốn qua cuốn lại lắm. Thì hôm nay là con cũng không có bị cuốn theo bạn. Nói chung là hôm nay tụi con đã hoàn thành xuất sắc cái vai trò của mình. Cô Trang chúc mừng con. Cảm ơn cô. À, phải chúc mừng cô Trang nữa chứ. Và cô Trang là trên cả tuyệt vời luôn. Mọi người đồng ý không ạ? Yeah. Rất tuyệt vời. Xin cảm ơn. Nên làng nên bàn ngơi.
trước mình đến cá trù nên điều hát văn đi. Tiếng hát ấy theo dòng lịch sử từ quan trung đại nghĩa phú xuân khơi bắn khơi nam như đôi dòng sữa đẹp khúc nam mơ xuân. Lại một bản hành dân, một điệu hò mai đầy đẹp mãi đơn giản.
tiết mục Hát Từ Cội Nguồn. Và xin được giới thiệu Đức Vịnh Quỳnh Anh cùng với nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh và huấn luyện viên Dương Triệu Vũ. Thưa anh Linh, cái lý do mà anh nhận lời tham gia biểu diễn hỗ trợ cho tiết mục của các bé trong đêm chung kết ngày hôm nay, anh có thể chia sẻ được không ạ? Ở đây nó không có cái động lực gì mạnh bằng cái động lực anh em ruột thịt trong nhà. Bởi vì Vũ là em ruột của mình, Thu Trang là một đứa em gái mà Linh cũng rất là thương. Ở đây còn một người nữa đó là Cẩm Ly, một trong những ca sĩ mà Linh cũng rất rất thương. Ngày hôm nay Linh góp mặt ở đây, cái thứ nhất là để động viên các cháu là chính. Chứ còn nói về hát cải lương thì mời nhiều người hát cải lương chứ không phải cần mời tôi đâu. Tôi hát cải lương dở ồn. Nhưng mà để đến được đây thì Linh rất là vui. Cảm ơn tụi con nhiều. Và xin cảm ơn ạ. Và bây giờ chúng tôi xin phép mời đội của gia đình Bạch Gia Trang. Chú Hoài Linh cũng đã chỉ cho con luyến lái rất là nhiều. Và tất cả những điều đó nó giúp cho tụi con có một cái niềm tin, một cái bản lĩnh và hoàn thành một tác phẩm lớn mà đối với những ca sĩ thành danh cũng khó lòng có thể chinh phục khán giả được. Chú Bạch xin chúc mừng hai con. Chú. Xin mời người phụ nữ trong tà áo dài nhung đỏ chị chia sẻ. Đầu tiên thì cô muốn tất cả khán giả chúc mừng cho tụi con một tiết mục rất là tuyệt vời. Đức Vịnh và Quỳnh Anh, tụi con vẫn giữ được cái chất ngọt ngào của dân ca, đó là sở trường của tụi con. Nhưng mà từng cái hơi thở của tụi con rất là chắc chắn mới có thể hát được cái ca khúc này. Và cái bài hát này được các chú, các cô dàn dựng rất là đẹp, cộng thêm sự phối hợp của chú Hoài Linh, làm cho nên tiết mục của tụi con là một cái bức tranh rất là tuyệt hảo. Xin được chúc mừng một lần nữa. Cảm ơn cô. Xin cảm ơn đội đỏ, gia đình Bạch Gia Trang. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với đội Hồng Lumina. Xin mời nữ ca sĩ Cẩm Ly. Bởi vì đã vào bên đây thì ai cũng biết thực lực của các con là như thế nào rồi. Bản thân cô muốn thưởng thức và cô cũng muốn các con dẹp bỏ hết tất cả mọi thứ, mình lên đây thăng hoa trong những cái bài hát của tụi con. Để một phần là tụi con thỏa được cái đam mê của mình, phần khác nữa tụi con sẽ để lại những cái ấn tượng rất là tốt đẹp và những cái tiết mục rất đặc sắc ở trong lòng, ghi dấu ở trong lòng khán giả. Nghệ sĩ Đại Nghĩa, xin mời anh chia sẻ ạ. Phải nói rằng hai con quá bản lĩnh. Với chú Nghĩa, cái bài hát này nó gần như là một cái tổ khúc, nó nhiều cái đoạn khác nhau, mỗi một đoạn với những cái tiết tấu khác nhau, cái âm vực nó cũng khác nhau và cái phát âm nó cũng khác nhau, mà các con làm rất là tròn trịa, không hề có cảm giác là các con run sợ một chút nào cả. Đặc biệt là Đức Vĩnh, chú đặc biệt ấn tượng với con ở cái đoạn mà con vô ca, nó đẹp vô cùng luôn. Và từ dưới đây nhìn lên hai con với cái trang phục như thế này, chú hình dung ra hai cái bình bông, hai cái bình bông bằng gốm sứ. Gốm sứ một khi người ta đã tinh luyện tới cái mức mà tinh xảo á, thì nó vừa mang một cái vẻ sang trọng đài cát, và khi mình gõ vào nó phát ra một cái âm thanh nó rất là đẹp. Và hôm nay hai con đúng như cái điều mà chú đang hình dung. Chúc mừng hai con. Con cảm ơn chú. Xin cảm ơn anh Đại Nghĩa. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với chia sẻ của đội nhà. Hai con là niềm tự hào của Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí và niềm kiêu hãnh của cô Trang và chú Vũ. Wow. Cảm ơn cô. Còn chú Vũ, những cái gì mà các cô chú đã chỉ dạy cho hai con, hôm nay hai con giữ được cái sự điềm tĩnh, giữ được cái niềm kiêu hãnh và tự hào của người Việt Nam để trình diễn những cái cách hát từng vùng, từng miền và mang cái niềm tự hào đó. Đây sẽ là một cái dấu ấn của tụi con. Chúc mừng hai đứa. Cảm ơn chú. Bích ước rồi đúng không ạ? Bữa nay quên đem khăn giấy cho anh Vũ. Thấy chưa, lần trước hứa đem khăn giấy mà không đem rồi đấy chứ. Vũ, anh có sẵn luôn. Trời ơi, anh lúc nào cũng chu đáo hết anh Nghĩa. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Một tràng pháo tay để chúc mừng cho hai bạn nhỏ của chúng ta. Nghe gì không hỡi em, con chim nó hót van đầu hè. Em thấy gì không hỡi em, con chim nó múa trên cành tre. Hót đi chim, hót cho mặt trời hồng quê ta. Hót đi chim, hót cho đời nhọc nhằn trôi xa. Cây mê che bóng mắt mồ
chiều ta đứng chờ nhau. Dư ngâm xưa như ngỡ sông lại bên giây phút đầu. Lời nào ngọt ngào cho nhau, tình nào hò hẹn mãi sao. Thôi ấy xem như cuộc đời ngủ quên chìm vào lắng sâu. Hương vẫn còn người thương rơn được vì nhà gần vui hơn. Ta hãy đóng cho thật tràn chén tình đậm đà ấm mơn. Hót đi chim, hót đi chim, hót cho mặt trời hồng quê ta. Hót đi chim, hót đi chim, hót cho đời dọc nhằn trôi xa. Còn rung động mùi thơm rơm đường về nhà gần vui hơn. Ta Đức Vĩnh, Quỳnh Anh, mời hai con đắng lại sân khấu. Rồi, cho chú hỏi, sau một năm quay trở lại chương trình này thì cảm giác của con thế nào? Con cảm thấy rất là vui khi được gặp lại thầy cô và các chú, các cô chú ekip và được làm quen với các bạn mới. Ừ. Qua một năm con có cao hơn ông Vĩnh? Không, không cao vậy nào. Chú rất là tự hào khi nhìn thấy bốn đứa trên sân khấu. Mấy con là những món quà để giúp cho cái tâm hồn chú nó trẻ trung hơn và chú có thể thỏa thích ở trong cái cảm xúc của mình. Mọi người không có biết đâu, tại vì nguyên một tháng vừa qua là Vũ toàn là lưu diễn ở nước ngoài không à. Cho nên là tối nào á, mấy thầy trò cũng FaceTime với nhau, mỗi đứa một cái điện thoại, rồi xong rồi cùng hát với nhau ở trên điện thoại để mà tập. Hôm nay bốn đứa hát rất tốt, rất dễ thương, đáng yêu lắm. Cảm ơn chú Vũ. Thưa quý vị, sẵn tiện đây thì có ba cô chú giám khảo, hai con dành cái đoạn ngắn thôi. Một cái bài mà năm ngoái lấy nước mắt của rất là nhiều người, bài Sao Mưa Giông có được không? Yeah! Dẫu mà trời còn làm mưa lâu dài, giọt buồn giọt tuổi đêm ngày, cây cột mẹ rui mái lá nghèo cũng đừng giọt xiêu. Dẫu mà cơn nắng bấy lâu mà dây bầu, mày còn không héo mới mưa dầm, mày lại héo. Cảm ơn con. Qua một năm rồi mà chú vẫn nổi da gà khi nghe các con hát. Hát cái gì mà như có máy phát nhạc ở trong cái cổ họng vậy trời. Lên cái lớp héo mà người nó muốn quéo. Rồi bây giờ hai con đứng đây. Xin mời vị giám khảo chia sẻ đôi điều. Hồi nãy thì cô với cô Họa Mi á, có ngồi nói về thí sinh của năm nay. Tại sao các con, các cô, các
cậu hát nhạc miền Nam ngọt ngào vô cùng luôn. Hát mà nó như rót vào tim á. Và nãy khi bốn đứa ra hòa ca đó, thì cô mới nói là đúng là âm nhạc nó đi vào lòng người. Các con đã làm được những điều tuyệt đẹp. Hy vọng rằng đây sẽ là những cái kỷ niệm rất là đáng yêu của các con khi lớn lên. Cảm ơn các con rất là nhiều. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô Xuân. Năm ngoái thì cô Ốc được gặp mà hai bạn Đức Vĩnh, Quỳnh Anh qua TV thôi. Năm nay thì mới được gặp các bạn ở ngoài. Không hiểu tại sao cô có cảm giác giống như là các con đã thân với nhau từ lúc nào vậy đó. Từ khi mà gắn kết với chú Vũ á, ở chương trình này á, cô thấy rất là trân quý những con người lúc nào cũng nghiêm túc và một cái sự rung cảm đặc biệt mà họ luôn dành cho những người xung quanh. Điều đó thể hiện rất là rõ trong những tiết mục mà chú Vũ đã làm cho các con tại chương trình này. Và may mắn là cô được ở bên cạnh chú Vũ để được cảm nhận và được cùng làm với chú Vũ. Cảm ơn Vũ rất là nhiều vì mình đã được ngồi với nhau, mình đã được cười với nhau và mình cũng đã từng được khóc với nhau. Hình như khóc nhiều hơn cười vậy. Và với tiết mục vừa rồi, cô nghĩ đó là một cái hình ảnh rất là đặc trưng cho đội của mình. Riêng tại sân chơi này, cô cảm thấy rằng cái màu sắc mà chú Vũ cùng với cô đã làm cho đội của mình là đúng nhất cho con người của tụi con. Đó là những cái gì nó chân thành nhất. Chúng ta đã nắm tay nhau làm điều đó cho tới bây giờ rồi và vẫn sẽ tiếp tục như vậy dù kết quả đêm nay có như thế nào con nhé. Cảm ơn cô Ốc rất nhiều. Thân ơi,
gọi thấy nhớ biết bao. Tôi xa quê hương bao năm tháng qua, nhưng trong trái tim không bao giờ xa. Lời mẹ ru con hiu hiu chưa hè, mùa lột nước lũ bắt cá giữa đường. Kỷ niệm yêu thương cho tôi ngày ấy, biết đâu tìm lại, biết đâu mà tìm. Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi, cho tôi tìm lại một ngày ấu thơ, cho tôi tìm lại. Chuyện cổ mẹ kể năm nào. Tôi xa quê hương bao năm tháng qua, như trong trái tim không bao giờ xa. Lời mẹ ru con hiu hiu chưa hè, mùa lụt nước lũ bắt cá giữa đường. Bộ trang phục rất là dễ thương luôn. Không biết là ngay bây giờ cảm xúc của cô Tú My như thế nào hả cô? Cô xúc động quá. Cảm ơn hai con đã thể hiện một ca khúc mà làm cô rất là nhớ quê hương Đà Nẵng, Quảng Nam, cũng như là quê hương của chú Nam đây. Và cũng chính là quê hương của tác giả của ca khúc. Dạ. Quê hương của anh Từ Huy. Từ Huy. Và cũng là một một người chị đáng quý đã thể hiện một ca ca khúc này rất là thành công, chị Mỹ Tâm. Chị Mỹ Tâm. Dạ, quê con nữa phải không Quỳnh Anh? Cô và Quỳnh Anh đã có duyên kết hợp song ca một lần rồi, con có nhớ không? Bài ở gì? Đà Nẵng. Dạ, bài Duyên Phận. Thì lúc đó thì cô rất là ấn tượng về giọng hát của con. Con có một chất giọng ngọt ngào, có một cái chất dân ca trong người. Nhưng mà cái điểm mà con lạ hơn người khác đó là giọng con chất giọng dân ca nhưng mà rất là dày, chắc, Đức Vĩnh hát cũng rất là tốt, giọng trong trẻo, dễ thương, rất là tốt, hòa quyện, bè cho tới phong cách biểu diễn, cho tới giọng hát, quá tuyệt vời. Con cảm ơn cô. Chú Nam có ý định như này hay là hai cô cháu cũng dân Quảng Nam đề nẻn mình xong ca lại vài câu duyên phận cho mọi người cùng nghe được không nè? Trời ơi, đòi hỏi là có ngay lập tức. Anh có ý kiến là bật cái phong nền của Hội An lên. Hội An hồi nãy lại. Mời hai cô cháu. Em có một cái ý kiến như vậy được không? Là bây giờ phía sau á là Bách Rau, Hội An, Quảng Nam nè. Rồi hai cô cháu mình là dân gốc Quảng nữa.
bây giờ mình xong ca thì mình hát tiếng Quảng được không con, cho nó lạ đi. Nghe theo chất giọng Quảng luôn, đậm đà mặn mà hay đúng không con? Phận loa con gơ chưa một lần yêu ơ, nhìn về tướng la mà thấy sâu sông rộng đường dơ. Hát đi con. Cành nhòa nèo đơn bay em chưa lớn, chiếu đôi ve gánh nhọc nhàn. Thầy mẹ thương em nhớ tìm người sẽ duyên, lòng cao mong em đậu bên cho yên một bóng thuyền. Lửa đôi tình duyên con chưa lưu luyến, sợ người ta đến em khóc sâu bao lời. Ngọt ngào quá. Nhưng mà không phải tiếng Quảng mình không phải là sợ người ta đến nha. Sợ người ta đến dạ chứ không phải là ta đến. Đó. Dạ mọi người thấy tiếng Quảng của em có được không ạ? Dễ thương quá chứ còn nói gì nữa. Dễ thương anh quá Nam mình. Anh Nam nói một câu tiếng Quảng nghe anh Nam. Mày nói chi mà lọ đó mày. Đó, thấy chưa? Dễ thương, vỗ tay lên ạ. Quá là tuyệt vời ngày hôm nay luôn. Phải nói là nhiều vùng miền Việt Nam của chúng ta sẽ có những cái giá trị văn hóa nghệ thuật hoàn toàn khác nhau đúng không ạ? Hát ngọt ngào rất là hay và đẹp. Lúc nào cũng đẹp, một tràng tay cho nhan sắc của Tố My coi. Xinh xắn. Tức là nhan sắc mà từ cái gương mặt cho đến giọng hát luôn. Giọng hát luôn, rất là đẹp. Có người hốt rồi, chúng thơm cũng hốt chứ. Có không? Vẫn ế mà, đâu ai hốt đâu. Dạ, còn đạo diễn Hòa Nhật Nam, chúng ta vẫn chưa chia sẻ cái cảm xúc của mình về tác phẩm này. Dạ, xin mời anh. Bây giờ nói gì bây giờ, cô Tố My, cô Lan, cô làm quá trời, quá đất. Cô chiếm sống người ta. Chiếm sống quá trời đất. Nhưng mà bài hát vừa rồi là một cái bài hát mà nó không cần phải phô diễn nhiều, không phải là giọng mình phải lên cao vút hay là phải có nhiều cái cao trào. Đó là một bài hát tình cảm. Chú Nam vẫn để ý trong cái cách hát của Đức Vĩnh và Quỳnh Anh cũng có những cái điều đặc biệt. Đức Vĩnh có chơi một số cái chữ, cái cách con đãi cái chữ và xử lý cái chữ nghe nó rất là mượt mà và rất là thú vị. Thì điều đó rất là đáng khen. Còn về phần Quỳnh Anh thì vẫn là một cô gái rất là nhẹ nhàng, rồi vẫn thả hồn theo bài hát. Và phần bè vừa rồi thì vẫn rất là thích. Đúng là những bài hát nó cần cái chiều sâu như thế này thì như vậy là đủ rồi, đâu cần nhiều hơn. Chúc mừng hai con. Xin được cảm ơn đại diện Hoa Nhật Nam ạ. Còn chị Đoan Trang thì sao ạ? Bài này hai đứa con hát rất là hay. Quỳnh Anh, cô đã thấy con dần dần khắc phục được trong cái lối diễn xuất của mình, trong câu từ của mình. Các con không cần phải quá cố gắng để mà diễn xuất trên ra này kia, mà là từ chính trong câu hát của các con, thể hiện bằng chính cái tình yêu của các con vào trong cái bài hát của mình. Thì lúc đó các con sẽ chạm được cái cảm xúc của bài hát, và khán giả cũng sẽ chạm được cái cảm xúc của tụi con truyền tải cho khán giả nha. Cố lên, chúc mừng hai con. Xin được cảm ơn chị Đoan Trang. Xin được cảm ơn ban giám khảo và chúc mừng tụi con đã hoàn thành xong tiết mục của mình nha. Đức Vĩnh và Quỳnh Anh. Những ngày thơ
tháng hồn nhiên đã trôi đi về nơi đâu, bao lời nói dịu êm vắng xa, trong lòng vẫn còn in khắc sâu mái nhà yêu dấu. Ơi vết thương bé thơ, từng đêm gió như lời ru mơ ước như chuyện thần tiên có ba mẹ về, từng đêm gió như lời ru ơi, dòng sông ơi trôi về đâu giấc mơ. Tụi con ơi, tuy rằng là cái nội dung của cái bài hát đầu tiên á, thì nó cũng không trọn vẹn lắm đối với tất cả các bạn nhỏ đúng không? Mong muốn là có ba có mẹ trở về với mình, nhưng tụi con ở phần sau làm cho mọi người có một cái cánh cửa mở ra với sự lạc quan và tin tưởng là tụi con chắc chắn sẽ được hạnh phúc. Và ngày hôm nay với cái câu chuyện kể như thế này, không biết chị Đoan Trang, chị muốn nói gì với các con không không ạ? Hai đứa con mỗi ngày mỗi khẳng định cho mọi người thấy cái đẳng cấp của tụi con. Hát kỹ thuật rất là tốt, hát rất là ổn định. Cái đó là một trong những cái khó đó, giữ được cái phong độ cho mình. Bất cứ một cái bài hát nào cũng chinh phục một cách rất là dễ dàng đối với hai đứa con. Và phải nói là một lần nữa cô rất là khâm phục người chọn bài. Chọn bài là một trong những cái khâu vô cùng quan trọng, bởi vì tụi con là một tờ giấy trắng. Người chọn bài là cái người sẽ đưa ra cái đường lối cho tụi con, để tụi con có được một cái phần biểu diễn thành công hay là không. Và cái phần biểu diễn của tụi con với những cái bài hát vừa phù hợp với lứa tuổi của tụi con, nhưng mà vẫn có đất để cho hai đứa biểu diễn hát đơn, hát solo, có những lúc hòa giọng với nhau, bè phối, mọi thứ rất là hợp lý. Một lần nữa cô xin được chúc mừng hai đứa một tiết mục thành công. Điềm tĩnh chị ha, hát càng ngày càng chững chạc và già dặn thiệt á. Già với sự già luôn mà trong khi tuổi nhỏ xíu ha. Già chú Lâu Nhật, sao chú? Tuần này sao chú mê không?
Nói chung là tuần nào hai đường làm chùa khóc hết trơn. Hồi này trong mà hòa trang chùa nội, vì cô đang trang là nếu như mà có một ông buộc hay một bà tiên gì xuất hiện á, thì chủ sẽ xin về ông buộc rằng là cho cha mẹ đừng ngồi già, cho cả con đừng ngồi lớn, và cho chủ với cô ở nhà là cứ như vậy thôi. Thời gian nó dừng lại ngang đây là đẹp rồi. Cái phần đầu Đức Vịnh hát hay quá trời đấy, mà cái cột hơi nó vững chắc, có hát chững chạc như một người trưởng thành. Chủ khẳng định thêm một chuyện nữa là cái chuyện vợ dòng nó không có ảnh hưởng tới con một chút xíu nào hết, bởi vì cái kỹ thuật thanh nhạc con rất là tốt luôn. Còn nói về Quỳnh Anh thì là có hạt trống sáng, và cái bài hạt đầu tiên là chủ nhìn qua cô đang là cô đang đang khóc, chủ cũng khóc. Nhưng may quá đi, tới cái bài thứ hai nó mở ra một cái cánh cửa mới, cái tương lai nó sáng ngời như là tương lai của cả con như vậy. Hát là phải chạm vào trái tim của người nghe và ở luôn trong đó, đừng có thèm ra nữa. Và hai con đã làm được điều đó. Chú yêu hai đứa con nhiều lắm luôn á. Chú cho điểm cao lắm á nha. Lì ở trong đó luôn nha tụi con. Đừng đi đâu hết. Về phần kỹ thuật thanh nhạc này kia nọ thì chị Đoan Trang và anh Long Nhật đã chia sẻ rồi. Thế thì không biết là một người, thôi bây giờ anh nói như vậy cho nó đơn giản dễ hiểu, là một khán giả ngồi thụ hưởng hết tất cả những cái cảm xúc này, không biết là Huỳnh Lập em đang muốn chia sẻ điều gì? Nói như vậy chính xác á, em có nghĩa là em đại diện cho khán giả và em được quyền nói đi ha. Như vậy đi, chính Huỳnh Lập là người mới, khi mà Vĩnh hát mấy câu đầu thôi là Huỳnh Lập đã quay qua nói chị ơi, kỹ thuật hát tốt quá. Có nghĩa là cái kỹ thuật của tụi con chạm tới những người khán giả một cách rất tự nhiên. Rất tự nhiên. Đúng rồi. Không, nhưng mà anh bổ sung này nè, là tại vì anh vì chị Đoan Trang là dân thanh nhạc thì mày biết con hát cái kỹ thuật con giỏi. Nhưng mà cái kỹ thuật của Đức Vịnh Quân Anh ở đây có một cái điều rất là đáng yếu luôn, là nó không có khó chịu, nó không có phô trương. Đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy. Cho chú hỏi là hai con nhiêu tuổi rồi? Con 13, Quỳnh Anh cũng bằng con. 13 tuổi. Nghe tụi con hát là chú muốn tuột xuống 12 vậy đó. Cảm giác chú trẻ hơn tụi con rất là nhiều luôn á. Tại vì biết sao không, tụi con có được cái sự bình tĩnh, mà cái sự bình tĩnh này rất là khó tìm được ở lứa tuổi của tụi con. Khi mà tụi con hát cái bài này, nếu như mà tụi con, cái tâm lý tụi con không vững ấy, rất là dễ bị lung lay. Con biết lý do tại sao mà chú đạo diễn không có dàn dựng cho tụi con về cái tiết mục này không? Là bởi vì tụi con dư sức để mà có thể giữ được cái trái tim của khán giả trong mắt của tụi con luôn. Tụi con đừng bao giờ có một suy nghĩ là không biết là chú đạo diễn có bị thiên vị hay không mà không dàn dựng cho mình, mà cứ dàn dựng cho những tiết mục khác. Là bởi vì mỗi một tiết mục nó sẽ có một cái giá trị khác nhau. Giống như về cái tiết mục của tụi con đi, dựng nữa nó cũng bằng thừa. Nhưng mà sẽ có những tiết mục không dựng không được. Nó sẽ tùy vào cái giá trị và cái mục đích của cái bài hát nó như thế nào. Ở đây chú ghi cũng khá là nhiều luôn á, mà các anh chị cô chú bên đây nói hết rồi. Chú chỉ bày tỏ cảm xúc của mình thôi. Chú như trên thôi. Như trên, chúc mừng tụi con. Cảm ơn chú. Chào hỗ tay cho Đức Vĩnh và Quỳnh Anh.
người sẽ tới bao câu ca tuyệt vời. Người cho tôi tình cao quý trong cuộc đời. Tình bạn ta mãi mãi không hề phai. Ta cùng bước trên con đường dài, cảm ơn trời. Người ban cho tình thân khó phai. You and I, buồn vui ta đã cho nhau niềm tin. You and I, ngày đêm ca hát cho vơi sầu đau. Và ta sẽ nhớ nhau trong đời, dẫu xa nhau muôn trùng. Tình bạn thân thiết không bao giờ sẽ không phai trong cuộc đời hai chúng ta. Và đó chính là Đức Vĩnh và Quỳnh Anh. Cảm ơn tụi con. Mở màn cho chủ đề này rất là đẹp luôn. Không biết là cảm xúc của chị Đăng Trang như thế nào ạ? Xin mời chị. Hai đứa con đúng là một cặp bạn thân, cùng nhau chia sẻ, ít nhất là trong chương trình này. Cô tin là sau này khi hai đứa lớn lên, tụi con xem những cái khoảnh khắc này, tụi con sẽ cảm thấy rất là tự hào về cái khoảng thời gian mà mình đã trải qua. Các con đã có những trải nghiệm để các con có thể mài dũa đam mê của mình, phải quý trọng nó nha con. Ca khúc này vẫn là một cái bài hát rất là phù hợp với hai đứa con. Nó dễ thương, nó hòa quyện, hai đứa con hát nhẹ nhàng, chất giọng thì luôn luôn rất là đẹp. Và cái điều mà cô thích nhất ở hai đứa con đó là cái chất ngân của tụi con rất là quyến rũ, rất là hay. Có điều là Quỳnh Anh con phải tự nhiên hơn nữa nha con. Hôm nay là dễ thương lắm, cũng có thoát ra rồi đó, nhưng mà vẫn còn hơi e ngại, ngó qua ngó lại. Cố gắng coi như là phóng khoáng hơn với cái phong cách riêng của mình, cởi mở hơn nữa nha con. Nó sẽ giúp cho con không chỉ trên sân khấu mà trong cuộc sống nữa. Nó làm cho con suy nghĩ tích cực hơn về tất cả mọi thứ nha con. Hay cười nha. Chúc mừng hai đứa. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Thế có biết bài hát tình bạn vừa rồi có gợi nhớ gì cho anh Hồ Việt Trung về câu chuyện tình bạn của mình hay không ạ? Bạn bản thân á thì mình cũng rất là ít, vì cái công việc của mình nó nhiều. Chỉ có một số anh em trong nghề gọi là thân thiết, tối đi hát về rồi tâm sự với nhau, chia sẻ những cái sản phẩm mới của mình. Khi mà nghe hai con hát thì chú gợi nhớ lại lúc mà mình còn đi học luôn đó. Nghe nó dễ thương lắm. Còn riêng về giọng hát á, chú đã theo dõi hai con rất là nhiều. Và đặc biệt có một điều chú thích của hai con là tụi con hát được rất nhiều dòng nhạc. Một người mà hát rất nhiều dòng nhạc đó chị, nó rất là khó. Mà hai người cùng hát được rất nhiều dòng nhạc, mà cùng đúng, hát song ca với nhau nữa, đó là cái duyên của ông trời cho hai con gặp nhau và để hát cùng với nhau. Đó là một điều rất khó. Tìm một người song ca với mình hợp đã khó rồi, hai đứa lại bây giờ hai đứa hát như vậy là đưa bài nào vô cũng hợp hết trơn á, nghe mà nổi da gà luôn. Còn về bài hát lúc đầu thì cứ nghĩ là sao không có phần bè, nhưng mà lúc sau thì gần hết thì lại có. Còn giọng hát của tụi con thì không còn bàn cãi gì rồi. Chúc mừng hai con với tiết mục này. Cảm ơn chị ạ. Còn đạo diễn Hoàng Nhật Nam xin mời anh. Sau này các con trưởng thành rồi thì cái khái niệm tình bạn nó là một cái khái niệm rất là đáng quý. Vì bên cạnh những cái tình cảm thân thương của gia đình thì mình đi ra ngoài xã hội, mình có những người bạn là những người mà không có máu mủ ruột rà gì với mình hết. Nhưng mà đôi khi tìm được một người tri âm, tri kỷ trong cuộc sống. Và đặc biệt là giống như chú đi, có nhiều cái tình bạn á, sau từ hồi còn đi học, bây giờ vẫn còn. Và đặc biệt là có khó khăn gì trong cuộc sống thì đều giúp nhau một cách hết mình mà không đòi hỏi. Đó thì chú cảm nhận cái bài hát này, chú thì thích những cái phần bỏ nhỏ của cả hai đứa. Nó rất là tình cảm. Hôm nay hai đứa mặc hai bộ đồ có vẻ trẻ trung hơn. Giống y chang chú kìa đó, y chang giống luôn. Giống chú luôn, giống chú luôn đó. Bình thường chú cũng không hay mặc quần jean rách lắm đâu. Nhưng mà hôm nay cũng muốn được trẻ trung cho nó hòa hợp với cái không gian đáng yêu này. Chúc mừng hai con. Và hy vọng là cái tình bạn này
sẽ được duy trì không chỉ là cặp đôi của các con mà tất cả những cặp của các thí sinh khác. Cảm ơn chị ạ. Anh Nam mà em thích cái câu nói của anh Nam là những người bạn bè thân của anh Nam là không bao giờ anh Nam nghĩ cái gì, không bao giờ nghĩ vụ lợi gì hết. Đúng rồi. Em nghe câu đó em rất thích. Anh có thể cho em làm người em thân thiết của anh không? Yên tâm đi, em không có mượn tiền đâu sao? Bây giờ mình kết làm bằng hữu phải không? Kết làm bằng hữu. Mà mình có cắt máu anh thề là không. Gì không em? Em thiếu máu anh. Thấy nghe nè. Đó, bây giờ mình không được, cái này kỳ lắm. Bây giờ hai anh em thay vì hồi xưa là cắt máu ăn thề với mấy con thì thôi chú nhái lấy cái hột xoàn. Tí, hai ông này ông nào cũng đeo hột xoàn. Đúng rồi. Thiệt á, ông nào cũng có hột, cũng quá trời hột luôn á. Không mấy thôi chị Trang, em với chị về với nhau đi chứ em có hột gì đâu. Chị cũng đâu có hột gì đâu. Chị bà hả? Ok, và chúc mừng cho Đức Vĩnh và Quyên Anh với tiết mục mở màn vừa rồi. Buồn thương chiếc áo phong sương, đò ai không bơ. Rách đôi bờ nhai, chỉ hai cửa ngóng trong hoài bóng con đò xưa. Biết người xưa kia giờ sang sông, biết người ra đi mà vẫn mong nhung nhớ đêm dài tóc chị giờ như đã phai. Dòng sông bến nước con đò đã còn nhau, lều tranh dắt lá dây trâu quấn quanh hàng cao. Trăng già trăm năm tình ngàn năm, ai ngờ một đêm chợt nước lớn lôi cuốn con đò vô tình lờ theo nước trôi. Lôi cuốn con đò vô tình lờ theo nước. Gặp không may thương lòng chỉ hai trào nước mắt giận lắm cũng đành ru lại câu hò thủy thank you.
đàn lẻ loi. Một hôm bão tố mưa dầm ướt con đò xưa, lòng nghe bục giá con đò bỗng quay về đây. Thấy người xưa kia gặp không ai, thương lòng chị hai trào nước mắt. Giận lắm cũng đành ru lại câu hò thủy chung. Thấy người xưa kia gặp không ai, thương lòng chị hai trào nước mắt. Giận lắm cũng đành ru lại câu hò thủy. Đức Vĩnh, hát với Quỳnh Anh hôm nay cảm xúc sao em? Cảm xúc vẫn như mọi lần ạ. Vẫn như mọi lần, còn em, Quỳnh Anh? Cảm xúc con hơi lo lắng, sợ lên cao không được. Nhưng ngày hôm nay rất là ngọt ngào dễ thương mà, đúng không quý vị khán giả? Vỗ tay nữa, động viên tinh thần cho hai con. Thật sự ra thì Minh Dù thấy ngày hôm nay có một cái điều chia sẻ ở cái cặp đôi nhí này là hai bạn nhỏ đã có cái thời gian hát chung với nhau rồi, làm bạn với nhau rồi, được học chung với nhau nữa thì chắc chắn là tụi con phải tự tin hơn, đúng không? Rồi bây giờ lắng nghe ý kiến của ban giám khảo nha. Đầu tiên chắc là mời chị Khả Như trước đi ạ. Hai con hát làm cô thích lắm. Cô cảm thấy nó, cô nhắm mắt lại cô cảm thấy giống như là mình đang ở dưới quê của mình á, có cái dòng sông rồi có con đò. Câu hát của tụi con nó làm cho cô nhớ nhà. Và cái điều quan trọng cô thích ở hai đứa con đó là hai con không có phải biểu diễn cái gì nhiều hết, nhưng mà cái tình cảm các con trao gửi qua câu hát á làm cô thích, làm cô cảm được. Và có một cái hành động của anh chàng Đức Vĩnh với cô Quỳnh Anh làm cô tức phải bật cười ra. Lúc mà con nắm cái tay cổ con kéo lên cái câu cuối á, không cần nhìn nghe anh Nam chị Trang. Ví dụ mình nắm là mình phải nắm cái người là mình phải thấy không lời là dính liền. Dính liền là thân quá rồi chị. Có hiểu nhau mới có thể đồng bộ như vậy. Cô biết hai đứa con giọng hát thật sự là chinh phục bao nhiêu triệu trái tim rồi. Rất là nhiều người thích hai con, nhưng mà hôm nay hai con trình diễn làm cho cô thương quá đi. Thương giống như là một cái mầm non mới nhú vậy, cô thích quá. Vỗ tay. Cảm ơn cô Khả Như. Là một cái tính từ là thương rồi nha. Rồi tiếp tục nè tụi con, xin mời cô Đoan Trang ạ. Hôm nay Đức Vĩnh với Quỳnh Anh lớn hơn qua một mùa là có các con lớn lên, mà tuổi này trở đi là lớn nhanh lắm. Nhất là Đức Vĩnh, con lớn trong giọng hát của con luôn. Đang vỡ giọng nữa. Mà con trai đang vỡ giọng là giọng nó hơi trầm ha. Ồm. Ừ, nhưng mà trầm á mà hát dân ca nó cũng có cái hay của nó. Nếu mà biết khai thác có những cái câu nó ngọt lắm. Cô thích cách của hai đứa con như xưa tới giờ hát tròn vành rõ chữ, hát nhả chữ rất kỹ lưỡng. Cái đó là một trong những cái đặc tính của dân ca, là mình hát phải rõ ràng để mình còn luyến nữa, dùng hơi rất là nhiều. Mà các con còn nhỏ mà hát được như vậy. Đồng thời á, là hai bạn nhỏ của chúng ta là người miền Trung với miền Bắc mà hát dân ca Nam Bộ như vậy. Có nhiều người người ta không biết, người ta cứ nghĩ là hát dân ca được thì hát cái gì cũng được, hát dân ca Nam Trung Bắc gì cũng được. Nhưng không, dân ca mỗi vùng miền nó có một cái đặc tính riêng, một cái đặc trưng riêng. Mà hai đứa con như vậy là rất là thông minh, nghiên cứu rất là kỹ. Quỳnh Anh có một cái tật đó là hay con mắt láo liên nhìn qua nhìn lại. Lên sân khấu mình là nghệ sĩ, khán giả đang chiêm ngưỡng mình, mình phải biểu diễn thật đẹp nha con. Không có mắt ngó qua ngó lại coi. Mình phải có điểm nhìn đúng không chị? Đó nha con. Rồi chúc mừng hai đứa con. Lắng nghe lời nhận xét của chú nào xin mời ạ. Hai đứa con mùa trước và đến hôm năm nay là đã gần 2 năm, và hai con cũng đã lớn hơn, trưởng thành hơn. Chứ có đâu giống như cô Trang với cô Như, không có chịu lớn, cứ trẻ, cứ trẻ hoài vậy đó. Chú rất là thích cái sự tình cảm của hai con. Diễn những cái bài mà nó có cái tâm trạng buồn thì hai con vẫn làm rất là ra. Chú thích trong bài này là cái đoạn mà Đức Vĩnh bè cho Quỳnh Anh ở cái câu, cái chữ cuối á, ru lại phải không? Cái chữ đó rất là hay. Nếu bây giờ bè không có nhạc thì hai đứa có hát lại được câu đó không? Hát chay thử nha. Rồi thử nha. Hòa Quyện nè. Giận lắm cũng đành ru lại câu hò thủy chung. Trời ơi.
Quang đúng là tinh tế luôn á, phát hiện đúng một cái nốt bè đó, xuất sắc thật, tụi con rất là hay. Cái nốt bè đó nghe hay lắm, nghe nó miên man như là cái dòng nước ở ngoài sông. Lải lải sao anh? Nó lải lải. Quý vị thân mến, với những cái tiết mục được trình bày tinh tế và kỹ lưỡng như thế này, phải dành một tràng hỗ tay thật lớn cho sự hỗ trợ của hai thầy. Thứ nhất là thầy Phạm Hồng Biển, là thầy dàn dựng cho các con về mặt âm nhạc. Còn thầy Phú Luân là người sẽ dạy cho các con về những cách xử lý trong bài hát. Một tràng hỗ tay cho hai thầy, đúng không ạ? Còn ngày hôm nay chúc mừng tụi con nhé. Trên bờ đê hương gió đông ùa về, chiếc lá nó giò sương rơi ướt trên lòng đường. Nhà ai đốt sương nướng khoai thơm nức ra bên ngoài, giò sương ướt cây khóe mi đưa bước chân tôi đi về với đông. Như phút giây đầu tiên không vấn vương muộn phiền, mùa đông rét căm mỗi đêm trong giấc mơ hôm nào, được như lúc thơ ấu xưa đưa bước chân tôi đi về với mùa đông rét căm mỗi đêm trong giấc mơ hôm nào. Về với cơn mưa phùn để biết cái tay còn run, ngồi xí xoa cho con, mẹ hát câu ru à ơi, về với đông như lúc xưa. Về với cơn mưa phùn để biết cái tay còn run, ngồi suy xoa bên bếp hồng. Mẹ đắp chân cho con, tụi con thân mến, tụi con lại mang một màu sắc hoàn toàn khác, già dặn dễ sợ luôn vậy đó, mà làm cho ba giám khảo ngồi phía dưới kia là cảm thấy là phải lắng nghe từng câu, từng lời, từng chữ tụi con hát ra, rất là trưởng thành đúng không ạ? Cô Đăng Trang thân mến, cô thấy sao cô? Đây là Đức Vịnh với Quỳnh Anh mà cô mong chờ, thật sự cô mong chờ. Tại vì cô luôn nói với tụi con là với dân ca thì nghe tới Đức Vịnh với Quỳnh Anh là mọi người phải nể phục. Bởi vì các con còn nhỏ mà các con có một cái dòng máu dân ca nó chảy trong cái con người mình. Tụi con am hiểu dân ca, tụi con hát hay dân ca. Và tụi con đã đạt được một cái giải thưởng rất là lớn trong một cuộc thi khác. Và với cặp đôi vàng nhí, cô muốn nhìn thấy tụi con khác hơn. Khác hơn có nghĩa là không phải tụi con làm khác đi cái gì mình đã có, mà những gì mình đã có đó là cái điểm mạnh của mình, cái thế mạnh của mình vẫn luôn giữ nó. Nhưng với một cuộc thi, mình có quyền
mình có cơ hội để mình thể hiện mình ở những cái dòng nhạc khác cũng được, ở những cái phong cách khác cũng được. Và làm sao mà làm tốt để cho người ta ngưỡng mộ mình, đó chính là sự thành công. Và ngày hôm nay cô thấy cô ngưỡng mộ hai đứa. Ngày hôm nay tại sao mà tụi con lấy được cái tình cảm của cô, bản thân cá nhân cô rất nhiều? Bởi vì thứ nhất là tụi con thể hiện một cái màu sắc âm nhạc khác, đó là một cái bản lĩnh rất lớn. Cái thứ hai, tụi con làm nó rất sâu, tụi con không cần phải trưng trổ gì quá nhiều. Đoạn đầu hát rất đẹp, rất là đẹp, chuyên môn, kỹ thuật, tất cả mọi thứ đều rất tử tế. Và một cái đoạn cao trào đẩy lên, tụi con làm đúng cái đoạn đó rất chính xác, rất tốt. Cô rất là mừng, cô rất là thích cái tiết mục này. Cảm ơn tụi con. Cái điều đáng quý ở đây là tụi con phát triển từng tuần. Cô Đăng Trang là ngồi từ đầu tới bây giờ, chắc chắn là cô Đăng Trang sẽ hiểu về giọng ca của tụi con nhiều nhất và cái hành trình tụi con trong chương trình này nhất. Cho nên là ngày hôm nay đã, đúng không cô Trang? Vậy mời cô Ốc, để coi cô Ốc Thanh Vân có đã giống vậy hay không ạ. Xin mời cô. Cô không phải đã mà là cô rất rất đã. Vỗ tay cho sự đã của cô Ốc. Hồi nãy cô nghe cô Đăng Trang nói, cô rất là nhiều lần muốn dùng những cái từ khác để nói về các con. Tại vì cô Đăng Trang nhắc đi nhắc lại rằng rất giỏi, rất nội lực, rất khác. Và giờ tới cô cũng nói y chang luôn. Tại vì thật sự là không có những từ khác để nói về các con. Cô khẳng định một điều, nếu như không phải là những đứa trẻ có tâm hồn đẹp, các con sẽ không thể hát được bài hát vừa rồi. Tại vì bài hát này nó quá đẹp và nó phiêu lãng như một giấc mơ. Giọng hát của mình vốn đã đẹp rồi, lại thêm sự tận tụy cố gắng của mình để thay đổi dòng nhạc của mình mà mọi người vẫn quá quen thuộc. Cộng thêm đó là cái cảm xúc của mình và cả sự rung cảm vốn có của những đứa trẻ đặc biệt và chỉ có ở những người nghệ sĩ. Cô nghĩ rằng tất cả những yếu tố đó cộng hưởng lại đã tạo nên một tiết mục. Nó vừa mong manh, nó vừa sương khói, nó vừa nhẹ tênh nhưng mà nó lại đủ đậm đặc và đủ sâu. Cô cảm ơn các con về tiết mục này. Cảm ơn. Bất lợi của cái chàng trai này là đang vỡ giọng đó chị Ốc. Nhưng mà thật sự cái bài này quá hợp với giọng của hai bạn luôn, cho nên là con không có để lộ ra cái việc đó và con làm rất là tốt. Không biết chú Long Nhật có cảm xúc như thế nào ngay bây giờ, xin mời chú. Trước hết là chú chào hai con Đức Bình với Quỳnh Anh. Chào chú. Mà chú nói luôn chú là khán giả của hai đứa đó. Wow. Chú yêu Đức Bình từ cái lúc mà đầu tiên mà chú bắt đầu lúc con nhỏ lắm, nhỏ xíu à, lúc con ở ngoài Bắc, mày vào Bắc Ninh à con hả? Con làm thị màu đó là chú đã yêu con lắm rồi đó. Mà con là một cái người nghệ sĩ biến hóa khôn lường. Dường như dòng nhạc nào con vào một cách nó cũng ngọt như vậy á. Chú nghe con ca cải lương luôn rồi á. Còn Quỳnh Anh thì là người Đà Nẵng, là phe tôi rồi. Miền Trung là chú thương lắm. Nên là tại vì chú Lâm Nhật là người Huế. Và có một điều thế này nè, cái không gian của cái bài hát tối hôm nay cả con dành cho chương trình là Về Với Đông của Vũ Minh Tâm. Chú nghe nó nhiều cái cảm xúc, nhiều cái kỷ niệm nó ùa về. Ngõ nhỏ phố nhỏ nhà tôi ở đó. Về kỹ thuật thanh nhạc là cô Đăng Trang đã nói rõ ràng rồi. Cả con có một cái luồng hơi, một cái cuộc hơi. Và cái phát âm nhạc chứ con, cả con cũng là người ngoài Bắc mà cả con hát, con cũng mở, nhớ nha, là mở khẩu hình tròn vành rõ chữ. Và có một điều chú rất là yêu cả con nữa là cả con rất là khôn ngoan. Mà nhân đây chú cũng nhắc tất cả các thí sinh trong chương trình mình, những đoạn nào mà cao, những đoạn nào mà khó thì đừng di chuyển, đừng có đi, để lực hát cả đã. Qua những cái đoạn khó, những cái trường đoạn, những cái cao độ khó khăn đó cả đã, từ từ những cái đoạn mà dễ dễ thì hãy di chuyển. Và tụi con đã làm tốt điều đó. Hôm nay hai con tuyệt vời. Chết rồi, cặp nào cũng tuyệt vời như thế này thì làm khó ban giám khảo quá đúng không ạ? À? Thế nhưng dạ em vẫn còn hai cặp nữa, còn nặng ký không kém. Nhưng trước khi đó hãy dành một tràng hỗ tay ủng hộ và chúc mừng cho cặp đôi này, Quỳnh Anh và Đức Vĩnh.